Đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận video sớm nhất của mình. Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Sáng Tạo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm cái phân tần loa nhé. Thì quả tụ này tí mình bỏ đi, mình sẽ lấy quả tụ 10 mi của máy bơm. Đó, thì hôm trước mình mở khá là lâu không thấy vấn đề gì, thì hôm nay mình sẽ làm thí nghiệm cho anh em xem nhé. Và mình sẽ cần một cái đoạn sắt như thế này. Và bây giờ mình sẽ bọc nó nhé, này là sắt nhé. Đó, các bạn cứ cần cái sắt hoặc con ốc cũng được, dài tầm này, tầm 12 13 cm gì đấy. Bạn quấn cho mình một lớp giấy cách điện vào đây. Này là băng dính nhá bạn nhá. Nó mình làm cái này cho thiết thực luôn. Thì cái này các bạn cũng có thể làm tại nhà ngay khi có thể các bạn kiếm được cái dây đồng nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm thử xem và test xem cái độ âm thanh của nó thế nào, liệu âm thanh của nó ra có ok không. Đây mình sẽ dùng cái dây này là dây 1 ly 1 các bạn nhé. Thì mình sẽ quấn vào đây khoảng 140 vòng gì đấy các bạn ạ. Rồi, giờ mình sẽ quấn nha các bạn nhé. Đó, các bạn cứ quấn lần lượt, càng lần lượt thì nó càng tốt. Đó. Đây mình sẽ gỡ ra quấn lại đi. Đó, như này. 2 vòng này, 3 vòng rồi, đó, 4 vòng. Đó, các bạn cứ quấn như này cho mình là ok nhé các bạn nhé. Đó, thì mình quấn xong tí mình sẽ đếm lại xem là nó bao nhiêu vòng các bạn. Chứ bây giờ đếm luôn nó rất là lâu, khá là lâu luôn. Đó, các bạn cứ gỡ ra và quấn. Nhưng mà mình không biết là mình có nên quấn đến 140 vòng không. Nhưng mà kiểu gì kiểu mình cũng phải quấn lên được khoảng 3 lớp các bạn nhé. 3 lớp là ok. Đó, để xem là cái liệu cái phân tần mà mình tự chế này này liệu có nó có hoạt động ok không, ngon lành không nha bạn nhé. Rồi. Đó. Thì đoạn này mình sẽ ngừng một tí, mình quấn xong thì mình sẽ cho mọi người xem nhé. Thì mọi người cứ quấn như này nhá các bạn nhá. Đó, thì hôm nay tầm này nó đang nắng một cái chỗ bàn của mình ạ, các bạn thông cảm nhá. Đó, thì mình đã quấn xong 3 vòng rưỡi nhé vào cái thanh sắt này, khá là nặng các bạn ạ. Mình không biết hiệu suất của làm việc của nó thế nào, nếu có ăn thua gì không, nhưng mà mình nghĩ chắc là khá là hay. Bởi vì cái loại sắt này khá là dày này. Cái này mình quấn 3 vòng 140 vòng nhé các bạn nhá. Các bạn nhớ nhá, các bạn lấy dây 1 ly hoặc là 80 cũng được các bạn ạ. 80 cũng ok luôn. Đó, bởi vì cái này mình thấy khá là bình thường. Các bậc cái quận này này, các bạn quấn được bằng cái ống gen này thì càng tốt, bởi vì khi hoạt động cái tiếng bát của chúng ta mở to nó sẽ cực kỳ là nóng luôn. Và đây, mình sẽ xài luôn con tụ 10 microfarad 370 VAC. Đó, con tụ này thì các bạn kiếm trong những con máy bơm rất là nhiều luôn. Con máy bơm 750 các bạn nhá, dùng khá là nhiều. Thì con tụ này này nó cái này thực chất là không thể dùng được trong loa chép như thế này hay sao ấy. Nhưng mình thử nghiệm thì thấy dùng khá ok, nhưng mà có khả năng là cũng tương tự như nhau thôi. Đó. Thì đây, con tụ này thì hôm trước mình thử đấy các bạn ạ. Tí mình sẽ thử luôn 2/2 quả tụ này cho các bạn xem. Đó. Và bây giờ mình sẽ cắt một cái đoạn dây ra để buộc vào hai cái đầu quả tụ bình thường này. À, quả tụ của loa chép, loa chung quyền mình cứ lộn hoài các bạn ạ. Quả để kích tiếng bát nhé các bạn nhé. Đó, để cho cái tiếng bát của chúng ta nó sâu, nó hay hơn. Đó, nằm ở cái quả tụ và quân cảm của chúng ta nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn. Đó, thì clip sau mình sẽ làm cái mảnh giấy ráp một bộ phân tần tự chế này vào một cái mảnh bìa nào đấy để hướng dẫn cho các bạn nhé. Và từng clip một các bạn ạ, các bạn hãy theo dõi nhé. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp cách mà phân tần cho loa tép tự chế, cũng tự chế luôn và cực kỳ là bền. Đó, bây giờ mình sẽ thử nghiệm trên 2 quả tụ này và quận cảm này. Đây, đó, mình sẽ dùng cái quận cảm của mình tự chế. Nhưng mà lưu ý các bạn là chủ yếu lọc tiếng bát là quả quả quận cảm này của các bạn thôi nhá. Thì nó sẽ rất là ok.
Cái quần cảm này thì mình nghĩ khá là ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp nha bạn nhé. Đây, mình sẽ thử luôn con trên quả hôm trước mình độ chế các bạn ạ. Đó, thử xem luôn là tiếng bát nó thế nào nha bạn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đấu cái con kia nhé. Thì cái sơ đồ ấy mình để ở cái clip trước rồi. Nếu các bạn chưa xem thì hãy vào clip đó xem nhé. Vào mình sẽ để xuống phần link đó để các bạn tham khảo nhé. Rồi ok, giờ mình sẽ tiến hành làm em nói nhé. Đó các bạn, đây mình sẽ buộc hai cái đầu tụ này vào hai đầu của chiếc loa, có nghĩa hai đầu âm dương nhá, và một dây đây ra đây nữa. Đây mình sẽ nối ra này. Đó. Đây như thế này thì nó cũng như cái sơ đồ mình trước mình đấu với các bạn thôi. Và đây cái đầu này mình sẽ buộc vào cái đầu quận cảm nhá. Đây đầu quận cảm tự chế đó, đây đây quấn vào như này luôn này. Và cái này cái đầu mát của loa với lại cái dây đó mình sẽ kẹp vào đây nhá. Đó rồi giờ mình sẽ tiến hành mở nhạc cho chiếc âm ly của mình. Không biết nó là bài gì nữa. Đó, bởi vì mình đang bắt Bluetooth rồi. Đây mình sẽ kẹp vào nhé các bạn nhé. Đây này. Đây các bạn. Nó khá là mạnh các bạn ạ. Để mình thử không qua quận cảm nhé các bạn nhé. Đây thì mình sẽ quay về như này. Đây mình sẽ bẻ cái này về đây để dễ tiện cho việc như âm thanh các bạn đang nghe thấy đấy nhé. Đó, nó được xuất phát từ đây đấy. Mình sẽ tăng âm lượng lên này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành chạy có tụ không qua quận cảm nhá. Rồi. Đó, tiếng bát nó chìm hẳn xuống luôn và không mạnh nữa các bạn ạ. Thì chứng tỏ cái quận cảm này của chúng ta khá là ok, hoạt động khá là mượt. Kích lên tiếng bát rất là mạnh. Đó, các bạn nghe tiếng không? Thì không biết cái camera của mình có thu được không, nhưng mà hiện tại là bây giờ mình nghe bên ngoài thì thấy cái tiếng bát của nó rất là mạnh nhá. Qua cái quận cảm này của mình. Đó, và con tụ máy bơm này không có hiện tượng có gì là nóng cả. Rất là mát. Và quần cảm rất là ok. Và âm ly đang hoạt động rất là bình thường. Đây. Đó. Đây, âm lượng đang để ở hướng 9 giờ. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa quả tụ này vào xem là thế nào. Hiệu suất của hai quả tụ nó có khác nhau không nha bạn nhá. Đó, thì mình sẽ cho các bạn nghe tăng âm lượng lên cho bạn nghe cái độ âm thanh của nó một tí nữa. Hết màn nhạc các bạn. Đó, nó có chế độ trong hơn, nó lẫn cả tiếng âm chép và âm chung vào các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ qua quần cảm, nó sẽ giữ được tiếng bát nhiều hơn. Rồi ok thử vậy thôi. Bây giờ mình sẽ test trên quả thụ zin của nó. Ok giờ mình sẽ tháo ra các bạn nhé. Này mình sẽ tháo ra đó và đưa quả thụ zin của nó vào. Mình sẽ ghim bên này đi. Bên này mình sẽ buộc chung vào nhau. Xem quả tụ zin này cái độ làm việc của nó sẽ thế nào hơn nữa. Rồi, ok, mình sẽ lấy máy quay ra. Đây. Đó, một đầu quả tụ sẽ đi vào đây. Và đầu còn lại sẽ đi vào chân cộng. Đó là hai đầu quả tụ sẽ mắc song song vào chân âm và chân dương của loa.
và có nghĩa là quả bát của chúng ta nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ đưa vào chạy thẳng. Qua quận cảm này các bạn này. Đấy, mạnh cực kỳ anh em ạ. Cái tôn nhà mình nó rung cả đi rồi các bạn. Đây này, những cái bức tường này nó phè phè hết cả luôn. Cực kỳ là mạnh luôn. Đó, thì để mình test một thời gian sau nữa thì mình sẽ mở nghe nhạc thường ngày và test hiệu suất làm việc của nó thế nào nhá, để xem là cái mức độ làm việc của nó thế nào. Và sau khi mà mình đã test một thời gian thì mình sẽ đóng một cái bộ mạch bằng cái giấy, đặt những cái này vào và hoặc là trên những cái tấm gỗ để chúng ta bắt vào trong những chiếc loa để có một bộ phân tần ưng ý và độ chế và thỏa mãn niềm đam mê của chúng ta nhé. Đó, đây, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chế một cái quận cảm bằng những cái lõi sắt, mà cái thanh sắt như thế này, hoặc là những con ốc các bạn tưởng chừng như vứt đi cũng có thể tận dụng làm cái lõi phế đít quận cảm. Rồi đó, thì toàn bộ là hôm nay mình hướng dẫn các bạn như vậy. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mạch phân tần cho loa chép. Và hôm nay thì chắc kết thúc tại đây thôi các bạn ạ. Rồi, clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé.